Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con xin tín hiệu. Hello. Dạ em cảm ơn chị Hồng Nhung. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Thanh Tâm đã có một thời kinh cho chúng con ạ. Dạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Ukasa mayam pante visung visung rakkhata yati sarane nasaha panchasila niya chama. Dutiyam bimayam pante visung visung rakkhanatha yati sarane nasaha panchasila niya chama. Tatiyam bimayam pante visung visung rakkhanatha tha yati sarane nasaha panchasila niya chama. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh Sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Và con kính dâng mít lại cho sư. Và con kính chào thầy kinh vừa đến với đạo tràng. Và con không biết Sư Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ sa thú. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chào quý tu nữ, quý Phật tử. Và sau đây thì xin thay mặt chư tăng truyền phần tam quy ngũ giới. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Ti saraṇaṃ paribhunnaṃ. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Panatipata Viramani Sikkhapadaṃ Samādiyāmi. Adinna dana veramani sikha banang samaniyami kume kame sumicca chara veramani sikha banang samaniyami musavada veramani sikha banang samaniyami
Sukramera macchappa madathana viramani sikha padang samadhiyami imanja sikha pada satukang kato abame apapadena nikya kalang samarakhitabang suvatin silena suvatin yanti silena kova sambada silena ibutin yanti tasma silang viso thaye. Banatibata veramani sikkhapadang samadhiyami adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami kame sumicchachara veramani sikkhapadang samadhiyami Musawada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Machappamadathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Dạ, sathu, sathu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Thamma De Sanaya Janagatha. Brahma Chalokatipati Sahambati Katanchali Antivarang Aya Chatha Santi Thasakta Parachakha Chatika De Setu Thammang Anukambimang Bachang Sattamma Ferin Gwinayan Chakayan Suttan Chabantamma Pitham Machammang Akotayanto Chatusak Chadandang Bappo Thaneye Parisa Yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian, nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri vẹn toàn. Và sau đây kính mời Nguyên Như và đọc phần chánh kinh Ngạ Quỷ Sự bài thứ 32 ạ. Nguyên Trang mời Nguyên Như nha. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mắt đạt. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ. Để con mở cái bài lên, không thấy Nguyên Như chắc để con, dạ, con để con đọc cái bài này. Dạ con xin, dạ con xin đọc phần chánh kinh bài thứ 32 ạ. Chuyện người săn nai. Đức Thế Tôn kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm.
ở thành Rajagaha, vương xá. Có một người thợ săn kia sống bằng cách săn bắn và giết khu nai suốt ngày đêm. Tuy nhiên, y lại có một bạn thân là cư sĩ tại gia, thường khuyên răn y. Nhưng y chỉ nghe theo một phần, do đó y tái sanh làm quỷ thần ở trong lâu đài. Tôn giả trưởng lão Narada thấy quỷ làm ngâm, thấy quỷ và ngâm kệ hỏi: chàng nai là một đấng nam nhi, hầu cận đủ nô bọc nữ tỳ, đêm tối sáng ngời bao dục lạc, ban ngày phải chịu lắm sầu bi. Như vậy do ở trong tiền kiếp, chàng đã tạo nên các nghiệp gì? Quỷ này giải thích các nghiệp đã làm. Trong thành vương xá, nước sinh, nước non sinh, xưa tại Đa Sơn cảnh hữu tình. Tôi kẻ săn nai lòng độc ác, với bàn tay vấy máu của mình. Giữa loài vô hạnh ở trong rừng, tôi quẩn quanh với trí bạo hung, luôn thấy lạc hoang. Khi giết hại, những con vật ấy thật buông lung. Mặc dù tôi bán tính như vậy, tôi có bạn thân thiết làm thay, cư sĩ tại gia lòng mộ đạo, tính thành lân mẫn với tôi đây. Cản ngăn tôi đã nhiều lần nói, đừng tạo thành vi ác thế này. Bạn hỡi đừng nên tạo ác hành, sợ rằng sẽ gặp cảnh không lành. Nếu mong hạnh phúc khi thân hoại, đừng thích thú gì việc sát sanh. Mặc dù nghe lý lẽ khuyên can của chính người đây một bạn vàng, thương xót mong tôi nhiều hạnh phúc, tôi không tuân giáo pháp hoàn toàn, vì từ lâu đã tìm thú vui, việc ác nên không có trí quan. Lần nữa chính là bậc trí nhân, xót thương dạy bảo phải điều nhân. Ban ngày nếu sát sanh, chàng dặn đêm tối phải điều phục phát âm, phát tâm. Vì vậy ban ngày tôi sát sanh, về đêm tôi chế ngự thân mình. Giờ đây dạo bước trong đêm tối, như sáng ngày tôi chịu khổ hình. Nhờ thiện hành tôi hưởng một đêm với bao lạc thú của thần tiên. Ban ngày bầy chó ngao ùa tới, nhảy vọt khắp nơi, xé xác liền. Những người nào nhất mực tinh cần, lời thệ nguyện thủ quyết tâm, sẽ đạt trọn vẹn toàn bất tử giới. Niết bàn là trạng thái siêu nhân. Dạ kính sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh, và sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh từ Biêu Hoan Hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính nhân mít lại cho sư ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trên đỉnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Và cảm ơn cô Nguyên Trang rất nhiều đã đọc phần chánh kinh. Thì cái câu chuyện này đây đó, là cái anh chàng thanh niên, anh làm cái nghề săn thú nhưng mà có người bạn khuyên anh ta là bỏ cái nghề ác bất thiện nghiệp này đi để mà ráng cố gắng tu tập. Nhưng mà vì cái đời sống quen theo cái nghiệp đi săn thú, săn nai để bán làm cái việc mạng, cho nên là không có thể nào mà từ bỏ cái nghề nghiệp này được. Thành ra người bạn mới khuyên là thôi bây giờ ban ngày đi săn thú không có giữ giới được thì ráng giữ giới vào ban đêm. Và anh này ảnh nghe vậy cũng được, ban ngày bạn đi săn thì vẫn có giữ giới,
ban đêm giữ giới. Nhờ vậy mà sau khi mà hết tuổi thọ, anh ta tái sanh lại trong cái cảnh giới nửa ngày á, ban đêm á, thì là cái vị chư thiên có được cái dục lạc an vui, nhưng mà ban ngày á, thì lại là ngạ quỷ bị hành hạ bởi những con chó ngao, do cái nghiệp ác mình bây giờ phải trả quả là bị những con chó ngao đó nó cắn xé. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những chúng sanh phàm phu thì khi mà hiểu biết Phật pháp, ai cũng có cái vấn đề bất thiện nhiều hơn thiện. Rồi khi mà chúng ta hiểu biết Phật pháp đó, thì chúng ta mới thực hành cái thiện pháp, và từ từ thì chúng ta chừa bỏ, tránh xa những cái ác pháp. Cho nên đó là Đức Phật mới nói nghiệp trắng thì cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có đen có trắng thì cho quả có trắng có đen. Tức là chúng ta làm những cái thiện và bất thiện lẫn lộn với nhau, cho nên là trong đời sống á, chúng ta có đôi lúc phải chịu những cái nghiệp xấu nó cho quả, cho nên phải gánh lấy sự khổ đau, những cái chướng ngại khó khăn của ốm đau bệnh tật. Rồi khi mà cái nhân lành nó cho quả thì chúng ta được những cái điều kiện thuận lợi, an vui, tốt đẹp, khỏe mạnh đó. Cho nên đó là chúng ta hiểu biết như vậy để chúng ta thấy rằng đó, trong đời sống của mình giống như nước sông, khi mà cái quả thiện quả lành nó đến thì chúng ta có một cái đời sống hanh thông tốt đẹp, giống như nước lúc đó nó tràn đầy. Rồi đến lúc mà những cái nhân xấu, những cái chủng tử xấu mà chúng ta đã gieo trong quá khứ, đến lúc nó cho quả thì chúng ta chịu nhiều khổ đau cực nhọc, những cái chướng ngại nó gây cản trở khó khăn trong đời sống, rồi ốm đau bệnh tật nó hiện khởi lên ở trong cái thân, cái tâm của chúng ta. Cho nên là chúng ta cứ trong đời sống, chúng ta cứ có lúc thì an ổn, có lúc thì khổ đau, có lúc thì khỏe mạnh, rồi có lúc thì bị chịu sự hành hạ của bệnh tật, những cái khổ thọ trong thân, trong tâm nó phát sanh. Cho nên đó là chúng ta đừng cầu mong, đừng cầu mong là cái an lạc, an ổn trong thân, trong tâm của chúng ta nó mãi trường tồn. Tại vì các pháp thì nó vận hành theo cái nhân, những cái nghiệp quả mà chúng ta đã tạo. Cho nên khi mà những cái quả lành, những cái thiện nghiệp mà nó phát sanh, chúng ta biết rằng khi mà cái nghiệp lành nó tới thì chắc chắn là nó sẽ đem đến sự an ổn, an vui, nó che án những cái khổ đau, những cái nghiệp xấu. Rồi tới cái lúc mà khổ đau, ốm đau, bệnh tật, những cái
quả bất thiện nó sanh khởi, thì chúng ta phải chấp nhận, chứ chúng ta không thể nào mà tránh né nó được, không chạy trốn nó được. Khi mà chúng ta biết chấp nhận cái nhân quả nghiệp báo thì chúng ta sẽ có sự an ổn, không buồn phiền, trách hờn, uất ức, mà mình biết những cái an vui hay là những cái khổ đau này là do những cái nhân thiện hoặc bất thiện, những cái tác ý tốt đẹp hay là hoặc những cái tác ý tội lỗi do phiền não thúc đẩy chúng ta đã tạo trữ. Cho nên bây giờ đến cái lúc nó trổ quả thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Thì trong kinh cũng có kể lại rất là nhiều những câu chuyện có những chúng sanh nửa ngày là chư thiên, nửa ngày là dạ xoa hướng trần, nửa ngày là giống như cái cậu thanh niên này đó, nửa ngày là ngạ quỷ, nửa ngày là chư thiên. Rồi ở trong đời sống cũng vậy, có những người có những ngày thì nó mát mẻ an lạc, nhưng mà có những ngày nó bức rất khó chịu. Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ cố gắng tạo trữ nhiều cái công đức. Thì có cái câu chuyện có một ông vua. Ông vua này ổng có trong một tháng ổng có 4 ngày thì trong thân tâm ông ta đó an ổn mát mẻ. Nhưng mà còn lại những cái ngày khác đó, thì ông ta nóng bực bội, rất là khó chịu. Nhưng mà ông ta không biết là hỏi ai. Rồi có một ông Cận Sư Nam, ông nói là ông sẽ đi đến để đảnh lễ Đức Phật, và ông hỏi những cái thắc mắc của ông. Thì ông vua này mới nhờ là bây giờ anh đi lại anh gặp được Đức Phật, anh hỏi giùm tôi coi tại sao mà trong một tháng có 4 ngày thì tôi thấy rất là mát mẻ an ổn, còn lại thì những ngày khác thì nó bức rất khó chịu. Anh này mới đến gặp Đức Phật, mới hỏi cái câu chuyện của mình, xong thì mới hỏi cái câu chuyện của ông vua. Thì Đức Phật mới giải thích là tại vì trong quá khứ anh ta cũng từng làm những cái người mà đi săn thú. Anh này thì anh bủa lưới xong rồi cái đầu anh đốt lửa để dồn những cái con thú đó nó chạy vô trong cái những cái tấm lưới mà anh ta giăng sẵn. Nhưng mà cũng có một cái người bạn lành khuyên nhủ anh ta, cho nên là những ngày mà ngày trai giới thì anh ta thọ trì gìn giữ bát quan trai giới, thì những ngày đó anh ta không có đi săn thú. Cho nên là 40 ngày trai giới thì anh ta ăn ổn mát mẻ, còn lại những cái ngày khác do cái bất thiện nghiệp là đốt lửa để săn thú bảy thú, cho nên là những cái ngày đó thành ta bị cái lửa của cái bất thiện pháp đến lúc nó cho quả, cho nên là anh ta thấy nóng bức khó chịu ở trong thân trung tâm. Để chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta nó giống như là một cái quả lắc của đồng hồ, nó quánh về phương này thì an vui, nó đưa qua bên này thì khổ đau, nó cứ chạy qua chạy lại. Thành ra đó, trong đời sống đã nói xong,
phước với quả nó cứ thay nhau nó tới. Nếu mà chúng ta không học hiểu, không hiểu biết Phật pháp, chúng ta khi mà có một cái hoàn cảnh, một cái đời sống tương đối an ổn, hanh thông, thì chúng ta cảm thấy là thích thú, sai lắm, mà rồi cái tâm cống cao ngã mạn nó sanh ra, tự tán quỷ tha. Còn khi mà cái rơi vào cái cảnh khốn khó, khổ đau, thì chúng ta lại uất ức, gian dái cầu sinh, rồi than trời trách đất. Cho nên khi chúng ta hiểu biết Phật pháp thì chúng ta sẽ, khi mà gặp cái thuận duyên thì chúng ta cũng không có quá tự hào, tự mãn. Rồi khi mà chúng ta rơi vào cái sự khổ đau thì chúng ta không có trách trời trách đất, chê trách người này người khác. Đó, chúng ta biết rõ là do phiền não thúc đẩy, chúng ta đã tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện, cho nên đến lúc nó cho quả, chúng ta phải chấp nhận những cái khổ đau này. Chúng ta không có đổ thừa cho bất cứ một người nào, tại vì điều này vì vô minh, phiền não đã thúc đẩy chúng ta làm, cho nên bây giờ đến lúc nó cho quả thì chúng ta phải chấp nhận lấy những cái sự khổ đau này. Cho nên trong đời sống chúng ta biết, do đó mà các cái do đó Đức Phật, các vị trưởng lão, các bậc thiện trí thức thường khuyên chúng ta sao? Cố gắng thực hành thật nhiều những cái thiện pháp, và cố gắng xa rời, từ bỏ các cái ác bất thiện pháp. Thì qua nhiều cái câu chuyện, những nhân vật ở trong kinh hay là hoặc là trong pháp cú kinh, quý vị cũng thấy cái nàng Kuchotara đó, nàng ta là sinh ra là một cái người đã có cái tật, có tật bẩm sinh bị gù lưng từ ở trong bụng mẹ, do những cái phước mà nàng ta tạo trữ, cho nên nàng có một cái trí tuệ nhanh nhẹn, hiểu biết được cái lời Phật dạy. Mặc dù cái hình hài thì bị tật nguyên, nhưng mà do cái nhân thiện lành đã tạo trữ. Nam mô Bụt Thầy Giá, không biết là đạo tràng còn nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Quỳnh Phạm, và cảm ơn tất cả quý vị. Tại vì đôi lúc cái đường truyền nó cũng hơi bị trục trặc, có lúc nó không được xuyên suốt mà nó hơi ấy, thì mong quý vị cũng hoan hỷ thông cảm cho. Do là nàng trong quá khứ nàng đùa cợt với cái vị thầy của mình, khi mà những người bạn hỏi là nàng quy y với ai, thì nàng ta đã bởi vì ông thầy, ông bị tỳ kheo mà cho nàng thọ trì tam quy ngũ giới đó,
thì có tật, có tật bị gù lưng. Rồi nàng mới lấy cái tấm vải màu đỏ khoác lên mình, rồi gù lưng và tạo cái hình dáng của cái vị tỳ khưu đó. Nhưng mà vị này là một cái vị Phật độc giác, cho nên từ đó mà trong nhiều kiếp sống nàng phải bị cái tật lưng gù. Rồi nhưng mà trong quá khứ nàng cũng nhiều lần cúng dường đặt bát đến chư tăng. Rồi có một lần khi mà nàng để bát dân cúng đến các cái vị Phật độc giác thì thấy những cái thức ăn, những cái vật thực để vô bát thì nó nóng, cho nên là thấy các ngài khó chịu. Và khi mà phải xay cái bát thì nàng có sự hiểu biết, cho nên nàng liền cởi những cái chiếc vòng ngà mình đang đeo trong ngực dâng đến các ngài để làm cái chân bát để tránh cái sự nóng bức của vật thực ở trong cái bình bát. Do những nhân đó mà trong cái đời sống hiện tại nàng phải làm cái người nữ tỳ, rồi có cái thân hình xấu xí, bị tật lưng gù là do những cái nhân xấu. Nhưng mà những cái thiện pháp dân cúng vật thực, rồi có cái trí tuệ trong cái thiện sự đó, cho nên nàng sau khi mà nhân duyên tới, nàng nghe Đức Phật thuyết một thời pháp thì nàng chứng đắc sơ đạo sơ quả, trở thành bậc thánh nhập lưu. Cho nên là trong đời sống những cái thiện và bất thiện nó pha trộn lẫn nhau. Chỉ có khi nào mà chúng ta hiểu biết, và những cái bậc thánh từ bậc thánh hữu học thì chúng ta mới có một cái sức mạnh để mà làm thật nhiều những cái thiện nghiệp để tránh xa các cái ác bất thiện nghiệp. Còn đa phần thì chúng ta đôi lúc quý vị, nếu quý vị thường xuyên phản tỉnh xem xét cái nội tâm của mình thì có lúc thì nó cũng rất là từ bi, nó cũng thương người, rồi nó cũng muốn thấy người ta khổ đau, nó cũng muốn giúp đỡ. Nhưng mà đôi lúc thì gặp những cái đối tượng mà nó không thích thì nó cũng ganh tị, ghen ghét, rồi đôi lúc nó cũng muốn làm hại người này người khác đó. Cho nên là thường xuyên chúng ta phải phản tỉnh để xem xét cái nội tâm của mình. Có lúc thì nó cũng tốt đẹp lắm, có lúc thì nó cũng thật là xấu xa. Cho nên trong đời sống khi mà chúng ta thấy những cái người khác khi mà họ có những cái lời nói, những cái hành động không tốt đẹp, mình cũng đừng dội vàng chê trách, mà chúng ta phải biết rằng do phiền não thúc đẩy, những chúng sanh này bị chịu sai sử của phiền não. Rồi khi mà chúng ta có cái sự tốt đẹp, rồi người khác người ta tán thán, khen ngợi, thì chúng ta cũng đừng quá tự hào. Thì mình còn phàm nhân mà, thì thế nào mình cũng không tránh khỏi những cái khuyết điểm, những cái phiền não thúc đẩy. Cho nên trong đời sống chúng ta phải biết để xả bỏ những cái lỗi lầm của người khác, và chúng ta cũng phải biết dè chừng, căm phòng cái suy nghĩ
những cái tác ý xấu xa ở trong nội tâm của mình. Cho nên là các cái vị trưởng lão thường thường nhắc nhở chúng ta nên quay lại phản tỉnh, xem xét cái nội tâm của mình cho thật nhiều. Đừng có nhìn ra bên ngoài mà hãy phản tỉnh xem xét cái nội tâm của mình. Đừng có dội mà chê trách ai hết. Cho nên là trong đời sống chúng ta cố gắng tu tập phản tỉnh, kiểm soát về cái ý nghiệp của mình cho thật nhiều. Thì do đó mà quý vị sẽ có được một cái nội tâm, một cái đời sống mà nó được an ổn. Khi mà chúng ta kiểm soát cái nội tâm, luôn luôn xem xét Nam Mô Bụt Thầy Giác, và không biết là quý vị còn nghe rõ không ạ? Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Ga Giác. Dạ, không biết đạo tràng cái âm thanh còn nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Dạ, tại tự nhiên cái nó trục, thấy cái màn hình nó nhảy, nó trục trặc rồi, sợ là không còn nghe nữa. Từ mà chúng ta hiểu biết Phật Pháp, chúng ta có trí tuệ, rồi chúng ta phân biệt để nỗ lực thực hành những cái điều thiện pháp, rồi gìn giữ cái nội tâm của mình, thì chúng ta sẽ tránh xa những cái ác bất thiện pháp. Thì điều đó nó sẽ là một cái sự thực hành để đem đến cái an vui. Mà cái sự thực hành này đó thì tự mỗi người phải làm. Đức Phật và chư tăng là giáo pháp chỉ là những cái phương cách, những cái phương hướng để mà mình thực hành thôi. Chứ chúng không ai đem cái sự an lạc đến cho chính mình được. Chính mình phải thực hành để đem đến cái nội tâm của chúng ta nó được an ổn. Cho nên cái điều này Đức Phật đã dạy là chính mỗi người sẽ thực hành những cái pháp này. Phiền não là chính ở trong nội tâm chúng ta. Cho nên khi nào mà chúng ta thực hành những cái thiện pháp, chúng ta tránh xa, không tạo điều kiện cho những cái phiền não nó sanh khởi, thì chúng ta sẽ được an lạc. Và nếu mà chúng ta thực hành mạnh mẽ cho đạt đến thánh đạo thánh quả, từ thấp đến cao, các bậc thánh hữu học cho đến thánh lậu tận, thì như vậy đó chúng ta sẽ không còn trở lui. Cho đó mà Đức Phật nói là cái con đường tu tập là cái con đường chỉ có một chiều thôi, không có sự trở lui. Tức là khi mà chúng ta đạt đến thánh hữu học thì chắc chắn là không quá 7 kiếp thì chúng ta sẽ đạt đến lậu tận, chấm dứt dòng sinh tử luân hồi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết Phật Pháp, có một cái niềm tin vững chắc
theo cái lời Đức Phật dạy, thì chúng ta đã nỗ lực tinh tấn thực hành. Khi tập thuận lợi thì cũng đừng có quá vui mừng rồi cống cao ngã mạn, mà khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khổ đau, bệnh tật, những cái chướng ngại trong đời sống, thì chúng ta cũng không quá uất ức, buồn rầu, thở than. Chúng ta biết đôi lúc thì những điều thuận lợi tốt đẹp nó đến, rồi có những lúc do duyên, do nghiệp, những cái sự khổ đau, những cái quả xấu nó đến lúc cho quả. Nhưng mà mình sẽ có cố gắng nỗ lực để mình tu học, tạo trữ nhiều những cái công đức, những cái thiện pháp, đi đến một lúc nào đó thì cái chướng ngại khổ đau nó sẽ trôi qua. Do đó mà chúng ta có cái niềm tin vững vàng vào cái lời dạy của Đức Phật để cố gắng nỗ lực thực hành thật nhiều những cái thiện pháp ngay trong đời sống hiện tại. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta thực hành cái thiện sự này đó để hướng đến cái mục đích cao tốt là giải thoát, chấm dứt khỏi sanh tử luân hồi. Chứ chúng ta không nên chảnh mãn dễ vui. Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi tốt đẹp thì mình thích thú, mình thụ hưởng những cái dục lạc của thế gian, rồi mình quên đi cái bổn phận là phải cố gắng nỗ lực thực hành để thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì qua cái phần chánh kinh thì cũng chia sẻ với quý vị đôi điều, là với phước báo này thì cũng cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn nghe kính chúc tất cả quý vị luôn luôn có mười niềm tin vào giáo pháp và cố gắng nỗ lực thực hành đem đến một cái đời sống an lạc trong hiện tại và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong những phước lành mà quý vị tạo sẽ hỗ trợ cho quý vị vượt qua những khốn khó, khổ đau, bệnh tật, có một sức khỏe an ổn tốt đẹp để tiếp tục tu tập, học hỏi, thực hành giáo pháp. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng xin kính cung thỉnh chư trưởng lão cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về những cái ý nghĩa bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Alo. Dạ, con xin cảm ơn sư đã giảng dạy. Con xin chào các sư và đạo tràng. Con có câu hỏi là khi mà mình làm phước á, cái người mà mình cúng dường là nó giống nhau hay là sao? Ví dụ như người tu hành với lại người không có đạo, hay là người nghèo hay người giàu, những cái người đó mình cúng cái phước của mình, nó cái kết quả nó giống nhau hay khác nhau làm sao? Thưa sư giải thích giùm con. Con xin cảm ơn. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Kính lễ chư tôn đức trưởng lão và kính chào quý Phật tử. Thì khi mà chúng ta bố thí, chúng ta làm phước á, thì tất cả những cái công hạnh này đó, nó đều đem đến cái phước. Nhưng mà nó còn tùy vào cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nó thanh tịnh về cái đối tượng cúng thí. Rồi thanh tịnh về cái người bố thí. Những cái người mà bố thí, cái tài sản phát sanh lên hợp pháp, thì nó mới đem đến cái phước báo. Ra có người nói là làm ác mình hồi hướng được không? Làm ác nó có phước đâu mà mình hồi hướng, đúng không? Cho nên chỉ có những cái thiện pháp á, mới tạo được những cái phước, thì chúng ta mới có hồi hướng được. Rồi cái đối tượng mà thọ nhận á, thì cũng phải là tốt đẹp, giống như hạt giống nó tốt rồi. Những cái hạt giống nó chắc, tốt, thì nó mới đem đến cái cây mầm giống sau này nó mới tốt. Rồi những cái hạt giống này nè, chúng ta phải gieo vào những cái thửa đất màu mỡ, có đầy đủ độ ẩm, rồi chúng ta phải chăm sóc nó thì nó mới cho quả mới tốt. Rằng chúng ta bố thí là cũng có phước rồi đó. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình bố thí đến con vật, thì nó cũng có phước. Nhưng mà bố thí cho con vật 100 lần á, thì mới bằng bố thí cho cái người không có giới 1 lần. Rồi bố thí cho những người mà không có giới hạnh á, 100 lần, thì mới bằng với bố thí đến cái người giới hạnh 1 lần. Rồi bố thí cho những người mà có giới hạnh á, 100 lần, thì mới bằng bố thí đến cái người mà có sự cố gắng nỗ lực đến đạt đến đạo quả Tu Đà Hoàn 1 lần. Thì cứ vậy cái phước, khi mà mình bố thí, càng những chúng sanh mà cái giới hạnh càng tốt đẹp thì cái phước càng lớn. Bố thí đến cái người mà Tu Đà Hoàn 100 lần thì mới bằng bố thí đến người A Na Hàm Tư Đà Hàm 1 lần. Bố thí đến vị Tư Đà Hàm 100 lần thì bằng bố thí đến vị A Na Hàm 1 lần. Bố thí đến vị A Na Hàm 100 lần thì bằng bố thí đến vị A La Hán 1 lần. Nhưng mà cái bố thí, cái phước báo vô lượng là bố thí đến tăng chúng. Thì tăng chúng ở đây là gọi là chư tăng, là gồm thánh tăng và phàm tăng. Nó là tập thể, đoàn thể thí, thành ra cái phước báo nó lớn hơn. Còn khi mà chúng ta bố thí mà chúng ta lựa, tức là cá nhân tiễn thí, thí dụ như là tôi thích người này, tôi quý mến người này, tôi giúp đỡ, tôi cho, thì cái đó là chúng ta còn cái hạn lượng, còn cái cá nhân tiễn thí. Cho nên á, là cái phước báo nó không lớn. Thì tùy theo điều kiện, rồi tùy theo cái tác ý, cái tâm của mình nữa. Khi mà chúng ta giúp đỡ, ví dụ như bây giờ mỗi ngày mình nuôi con chó, nuôi con mèo đó, ở trong nhà mình, tại vì mình có trách nhiệm mà mình nuôi thì mình phải cho nó ăn. Mà mình cho những con chó con mèo ở trong nhà mình ăn thôi, chứ con chó con mèo khác mà lợi ăn là mình xua đuổi cũng cho. Còn cái này á, chúng ta thấy những con vật, những con kiến, những cái con vật khác,
mà bây giờ mình có được những cái dụng bánh, những cái gì đó mình bố thí cho nó ăn thì cái nó mới có phước, đúng không? Đó, rồi cái người này đó là em tôi, thân bằng quyến thuộc của tôi mới cho. Còn nếu mà những người khác tôi không cho thì cái đó là còn hạn lượng. Đó, rồi khi mà mình bố thí, mình dâng cúng, ông sư này cũng quen với tôi, ông sư này đó, tôi thấy được, tôi thân thích với ổng, tôi cho ổng thôi, chứ mấy ông sư khác là không cho. Thì như vậy là cái phước mình nó cũng còn hạn lượng. Này, còn bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình dâng cúng đến các vị sư, vị nào cũng được, có điều kiện, vị nào mình dâng cúng vị đó, thì như vậy là mình không có lựa chọn, thì cái phước nó hơn. Mà dâng cúng đến tứ phương tăng ở đây là không phải là bốn ông sư, mà là tức là chư tăng ở bốn hướng, không có lựa chọn, chung trong đoàn thể của chư tăng, thì cái phước báo nó sẽ lớn hơn. Thành ra đó, cái phước thì mình làm thì có phước, nhưng mà tùy theo, cho con vật cũng có phước, cho người ăn xin cũng có phước, cho cái người mà tu thì cái phước nó càng cao hơn, thì nó cứ từ thấp đến cao đi dần dần như vậy. Và cái cao nhất là chúng ta dâng cúng đến chư tăng, chúng ta mặc dù là dâng cúng cho một vị sư đó, nhưng mà đừng có nghĩ vị sư A, vị sư B, cũng sư Pháp Thanh vậy đó, là rồi, cái đó mình còn năng lượng. Còn mình nghĩ bây giờ chung trong hàng ngũ chư tăng, thành ra đó có những khi trong kinh, cái thời mà Đức Phật còn tại tiền đó, có những gia đình mỗi ngày người ta đi đến chùa, người ta xin đặt bát một vị, rồi ta nhận cái thẻ, cái thẻ đó số mấy thì qua ngày mai cái vị tỳ khưu mà nhận được cái thẻ của gia đình đó thì cái vị đó sẽ đến cái nhà đó để nhận. Thành ra đó, mặc dù cái gia đình cư sĩ này cúng dường vật thực đến cho vị tỳ khưu đó, nhưng mà vị này là đại diện của tăng để nhận, cho nên cúng dường mặc dù có một vị nhưng mà cũng là cúng dường đến chư tăng. Do đó mà chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải là nói cúng dường đến chư tăng thì tôi phải thỉnh được bốn vị mới được, bốn vị mới có phước, chứ cúng một vị là không có phước. Không phải, do cái tác ý của mình, cúng dường đến cá nhân hay là cúng dường đến tập thể, cái điều đó là cái điều quan trọng. Còn bố thí thì có phước, nhưng mà từ thấp đến cao, và bố thí cho bậc chánh đẳng chánh giác, và bố thí đến chư tăng thì có phước cao thượng hơn. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân câu trả lời của sư Pháp Thanh đối với anh Bài. Dạ, anh Bài cũng có chat lên là con kính cảm ơn sư. Dạ, bạch sư, nguyên như có câu hỏi thứ hai do bạn Luyện Đoàn chat lên trên màn ảnh. Dạ, thưa sư, cho con hỏi câu hỏi như sau. Với người mới bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp như con, thì có nên đọc trì chú cho tâm thanh tịnh và nghe giảng kinh đọc kinh, chứ không nên tụng kinh hay trì chú ạ? Khi xem những tin tức trên mạng xã hội bây giờ có những điều tiêu cực, mình có nên thể hiện quan điểm của mình hay không ạ? Con xin cảm ơn sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Ca Giá.
thì hằng ngày thì nếu mà chúng ta muốn làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh á, thì mình đọc kinh, nhất là lễ lễ bái Tam Bảo nè, rồi mình đọc những bài kinh, hoặc là đọc về những cái bài kệ ngôn về vô thường, khổ não, vô ngã, gọi là những cái bài kệ động tâm á, để mình hiểu biết thêm và mình giữ cái tâm mình cho nó được an ổn. Chứ còn ở Phật giáo Nam truyền thì không có chú, không có trì chú. Nhưng mà mình có thể mình hành thiền bằng cách là mình niệm hồng danh Đức Phật, bút thô là, hoặc là cái hồng danh A-ra-hăng, hoặc là mình niệm bằng cái nghĩa Phật A-la-hán, Phật gì đó. Thì khi mà mình niệm cái hồng danh nào đó, mình phải hiểu cái nghĩa của cái hồng danh đó, để mình chú tâm vào cái ân đức đó, thì sẽ đem đến một cái nội tâm nó an tịnh tốt đẹp. Hoặc là khi mình đọc một đoạn kinh, ví dụ như là mình đọc một cái đoạn hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tấm lòng bác ái bị tha, gọi nhân tư tưởng đậm đà tình thương đó. Mình đọc một đoạn nào đó thì mình thấy chú tâm mình suy tưởng vào cái ý nghĩa của cái đoạn đó, thì lúc đó là tâm trí mình nó đặt vào đó, nó không có chạy ra bên ngoài, thì lúc đó chúng ta sẽ có sự an ổn. Hàng ngày mặc dù chúng ta bận rộn, nhưng mà dành thời gian ra, những cái thời gian nào thuận tiện, để chúng ta suy tưởng, niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Phật, ân đức Tăng, hoặc là chúng ta suy tưởng về cái lời dạy của Đức Phật, thân này sẽ chết chẳng còn lâu, tâm thức lìa thân hết vọng cầu, nằm trơ trên đất như khúc gỗ, kiếm tìm lợi ích có chi đâu. Đó, mình đọc những cái câu Phật ngôn đó để cho sao cái sự chán nản kinh cảm ở cái thế gian này, để mà cái tâm mình nó được an vui. Khi mà xem những cái tin tức ở trên mạng xã hội á, thì thật sự ra mà nói á, chúng ta lâu lâu mình cũng coi lướt qua cái cho nó vui thôi, chứ mình đừng có bình luận rồi gì trên đó, nó cũng mệt, thấy không? Khi mà quý vị mà bình luận thì sao, nó có đúng sai chưa chắc gì cái góc độ cái nhìn thấy của mình á là đúng. Rồi mình bình phẩm, mình khen chê này kia nọ của nó cũng mất công, để mình thấy biết rồi lướt qua bỏ cho nó ấy, giữ cái nội tâm mình cho nó an tịnh. Thế còn mình bình luận, mình khen, mình chê, rồi mình thích hay là không thích, rồi bắt đầu nó đem đến nhiều cái sự quan trái mà công, rồi là lời qua tiếng lại nó mệt lắm. Cho nên là chúng ta nên, Đức Phật dạy là chúng ta phải quay lại nhìn vào chính mình, quán sát về cái nội tâm của mình, luôn luôn giữ gìn lục căn cho an ổn thanh tịnh. Khi nào cần thiết lắm thì mình tiếp xúc với ở ngoài, nhưng mà mình biết các đối tượng nó như thế nào, biết như thế đó thôi. Đừng có khen tốt mà cũng đừng có chê xấu. Cái chuyện mình khen thì người ta thích, mà mình chê là bắt đầu ta ghét rồi. Cho nên là chúng ta nhìn, biết là mình đang nhìn đối tượng như thế nào, biết như thế đó thôi. Bỏ qua những cái cực đoan, bình phẩm, khen chê, thích là không thích, để giữ cho cái tâm mình cho nó an ổn. Dạ, xin
giải đáp với cái câu thắc mắc của cái vị Phật tử gì đó luyến đoan gì đó. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của sư, và con cũng thấy Phật tử liên đoàn đã chat lên là dạ con xin nghe và làm theo lời sư ạ. Con xin chân thành cảm ơn sư. Dạ bạch sư, như thấy có một câu hỏi kế tiếp của Phật tử Sô Ma Ghi Hí. Bạch sư, trong câu chuyện của nàng bị quả tật lưng gù, vậy theo kinh thì cô là người nhị nhân, sao vẫn đắc đạo quả trong tu đạo quần? Con xin giải thích cho con rõ ạ. Dạ con xin dâng bích lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Theo Di Diệu Pháp là những chúng sanh á, mà sinh ra mà có tật từ ở trong bụng mẹ đó, là những chúng sanh này cái duyên nghiệp mà cái nghiệp quả họ phải chịu. Có thể là những người này là nhị nhân, nhưng mà ở đây đó quý vị biết rằng cái nghiệp quả nó không phải là một cái định luật cố nhiên bất di bất dịch. Thành ra đó, cái nghiệp quả chúng sanh, Đức Phật mới nói là nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghị. Chúng ta không có suy nghĩ, không có bàn luận nữa đâu. Nó là pháp. Định luật nhân quả nghiệp báo nó cũng là pháp. Thành ra đó, pháp thì nó thiên hình vạn trạng. Chúng ta chỉ biết trên cái công thức chính của nó là vậy, nhưng mà còn những cái điều kiện chi phối tình tiết nó lăng nhăng, nó tùm lum ở trong đó, chúng ta khó mà hiểu biết một cách chính xác gì lắm. Cho nên á, là có những trường hợp nó ngoại lệ. Nó ngoại lệ đây là do những cái chúng sanh này đã tạo trữ công đức phước báo nó đầy đủ. Nhưng mà đó, do cái sắc thân bên ngoài nó phải chịu những cái quả nghiệp xấu như vậy. Nhưng mà các pháp độ đó, thì họ đã tạo trữ đầy đủ rồi. Ví dụ trường hợp á, bậc chánh đẳng chánh giác thì các ngài mới có 32 tướng tốt, không? Nhưng mà những bậc thinh văn nè, hay là những bậc độc giác Phật thì các ngài cũng có cái hình tướng nó không có được trọn vẹn tốt đẹp vậy. Đó, cái vị độc giác mà cho cô nàng Khúc Chút Ta Ra này quy đó. Đó. Rồi cô này cũng mới chế nhạo cái hình tướng xấu dị tật của cái gì đó mà đem đến cái quả nghiệp. Thành ra đó, chúng ta mới biết rằng trong kinh những cái pháp đưa ra nó là cái công thức chung, nhưng mà nó có cái định luật nghiệp báo, nó có những cái mà chúng ta không thể nghĩ bàn được. Thành ra mình biết vậy vậy thôi, chứ còn không thể nào mà nói ai mà chú vô mà để tìm hiểu tại sao thì cái đầu của người đó sẽ bể làm bãi mảnh, sẽ khùng luôn chứ không còn nể được. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc. Đến đây thì thời gian cũng vừa phải lẽ. Cầu chúc chư Đức Tăng Pháp Thể Ca Ngang, và kính chúc tất cả quý vị khỏe mạnh, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh về bài giảng và những câu hỏi trả lời rất xúc tích của sư. Và bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể cho chúng con vài phút để tĩnh tâm. Dạ sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh của Nguyên Như không bạch sư?
con xin dâng mít lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ Thì Kheo Pháp Thanh và Chư Tôn Đức Tăng, cùng kính chào tất cả quý Phật tử. Sư nghĩ cái tình hình bệnh dịch của thế giới đó, bây giờ nó diễn tiến, nó vẫn còn diễn tiến rất rất là phức tạp, rất là nguy hiểm, nhiều người rất là đau khổ, rất là khổ đau, sống trong lo sợ, sống trong phiền muộn. Quý vị biết bây giờ khắp thế giới nha, gần 2 triệu người rồi đó, gần sắp sửa 2 triệu người bị nhiễm đó. Mà quý vị biết người nào mà bị nhiễm, bị bệnh đó là phiền lắm ha. Phải cách xa nhà, đau bệnh khó chịu lắm. Và cái người chết đó là bây giờ là gần, cái người chết đó là gần 1.300 gần 130.000 người đó quý vị. 130.000 đó trên khắp thế giới đó. Rất là khổ đau. Cho nên quý vị phải cố gắng tối đa để giữ mình ha. Thứ nhất là nghe lời khuyến cáo của chính phủ, phải ở nhà cẩn thận tiếp xúc ha. Rồi ngoài cái việc đó ra đó, quý vị cố gắng rải tâm từ hoặc là chánh niệm tỉnh giác nữa. Bây giờ mời quý vị rải tâm từ một chút vài phút, xong rồi ngồi thiền tĩnh tâm 5 phút nha. Khi mà quý vị rải tâm từ á, thì cái nỗi sợ lo, cái lo sợ, cái buồn phiền nó cũng bớt đi nha. Thứ nhất là quý vị nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh ha. Nguyện cho tôi được thanh tịnh cũng được. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, tức là mình không có giận, không có lo, không có sợ ha. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Rồi đồng thời quý vị hay biết tâm của mình, những cái tâm lo sợ nó sanh khởi, hành giả phải cảm nhận khổ và buông xả. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Khi mình thấy tới ai, nghĩ tới ai, nhớ tới ai, mình nói mình nguyện cho người đó được an vui thanh tịnh. Nguyện cho chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho chúng sanh được an vui thanh tịnh. Vì hay biết tâm của mình không buồn, không giận, không có trách ai cả. Nếu buồn, giận, trách nó sanh khởi, hành giả niệm cái tâm mình liền. Buồn nè, giận nè, trách nè, cảm nhận khổ và hỷ xả. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Rồi, sau đó hành giả đưa tâm mình về hơi thở.
thấy thân mình nó ngồi, nó thở, hít, thở, hít, thở. Mình sẽ ghi nhận cái sự chuyển động của thân. Đó, sự chuyển động là gió. Thở. Mình sẽ thấy tâm, cái thân mình nó vô thường, nó sanh, nó diệt, nó vô ngã. Và nhẹ hay biết tâm của mình, ý nghĩ cũng vô thường, khổ, vô ngã. Nhẹ thấy cái nghiệp của mình. Rồi, thở, hít, thở, thư giãn. Hành giả hãy tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Dạ, thở bình thường, chỉ đơn thuần là thấy biết hơi thở sanh diệt, nó vô ngã. Khi nhận cái chánh niệm tỉnh giác, hành giả thấy tâm của mình, tâm mình nó sanh nó diệt, hành giả biết rõ, không có đè nén, không có xua đuổi, không có chỉ trích, tự động nó chuyển thôi. Cái gì khổ
tự động nó sửa. Dạ, trở về với hơi thở. Thank you.